Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 9 vừa qua, Mỹ công bố sẽ chuẩn bị cho Ukraine gói viện trợ lớn nhất từ trước tới nay cho nước này để phục vụ cho các hoạt động trên chiến trường chống lại Nga. Gói viện trợ mới này được thông báo vào thời điểm then chốt trong cuộc chiến khi Nga tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước mùa đông. Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ này dự kiến được công bố vào tuần tới, bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa, rocket cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm phụ tùng thay thế cùng các loại vũ khí khác. Chủng loại vũ khí và quy mô gói viện trợ này có thể thay đổi trong những ngày tới trước khi được Tổng thống Mỹ ký phê duyệt. Lầu Năm Góc hồi tháng 4 năm nay thông báo gửi lô vũ khí và thiết bị trị giá 1 tỷ đô la Mỹ trực tiếp từ kho dự trữ cho Kiev sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói tài trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, kể từ đó, giá trị của mỗi gói viện trợ quân sự cho Ukraine đã ít hơn đáng kể. Không có gói nào vượt quá 400 triệu đô la Mỹ và hầu hết trong khoảng từ 125 triệu đến 250 triệu đô la Mỹ. Ngày 19 tháng 9, báo RBC Ukraine dẫn phát biểu của ông Stoltenberg tại sự kiện của quỹ Marshall ở Bruxelles, Bỉ cho rằng khả năng đạt được hòa bình giữa Ukraine và Nga phụ thuộc trực tiếp vào việc tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev. Theo ông, sức mạnh quân sự là điều cần thiết cho đối thoại vì đàm phán chỉ có hiệu quả khi có được một nền quốc phòng vững mạnh làm chỗ dựa, cho rằng cách nhanh nhất để chấm dứt xung đột ở Ukraine là thua cuộc, nhưng trong trường hợp đó, nó không phải là hòa bình. Tổng thư ký NATO nhắc lại tuyên bố của ông Putin rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt, do đó ông sẽ tiếp tục và chờ đợi phương Tây. Người đứng đầu NATO nói rõ, nghịch lý này là chúng ta càng có thể cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine thì khả năng chúng ta đạt được hòa bình và chấm dứt xung đột càng cao. Sự hỗ trợ quân sự lâu dài của chúng ta càng đáng tin cậy thì xung đột sẽ kết thúc càng sớm. Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của NATO khẳng định Kiev sẽ gia nhập liên minh quân sự này và không có an ninh bền vững cho châu Âu nếu thiếu một Ukraine ổn định và an toàn. Trong khi đó, về phía Nga, cùng ngày, Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Vyacheslav Volodin cảnh báo phương Tây rằng chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra nếu họ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo ông Volodin, Nga sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu lãnh thổ bị tấn công, đồng thời cảnh báo tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat của Nga chỉ mất hơn 3 phút để đến Strasbourg, nơi Nghị viện châu Âu họp. Tuyên bố được đưa ra sau khi Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết kêu gọi các nước EU dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây với Ukraine. Mới đây, Mỹ và phương Tây đã cung cấp cho Kiev một số tên lửa tầm xa để tấn công những mục tiêu nằm trong lãnh thổ hoặc các khu vực tại Ukraine mà Nga đang nắm quyền kiểm soát. Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS sử dụng tên lửa GMLRS được đánh giá đã giúp Ukraine thay đổi cuộc chơi trong xung đột với Nga khi chúng lần đầu tiên xuất hiện vào mùa hè năm 2022. Với tầm bắn khoảng 70 km, GMLRS cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào các lực lượng Nga ở bên kia chiến tuyến chính xác hơn nhiều so với trước đây. Tới mùa thu năm 2023, Mỹ đã cung cấp cho Kiev các hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, phiên bản cũ có tầm bắn khoảng 165 km, được bắn từ bệ phóng HIMARS. ATACMS cũng đã giúp Ukraine tăng đáng kể phạm vi tấn công sau khi Nga triển khai đợt tấn công mới vào tỉnh Kharkov của Ukraine trong tháng 5. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã bắt đầu nới lỏng hạn chế và cho phép Kiev sử dụng vũ khí mà họ cung cấp theo cách phòng thủ để tấn công có hạn chế nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Đáng nói, vào thời điểm phương Tây còn do dự về việc nên hay không để Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để thực hiện tấn công tầm xa, Ukraine đã tự phát triển kho máy bay không người lái UAV để tập kích những mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga như các căn cứ không quân, kho đạn dược, nhà máy sản xuất UAV và các địa điểm quân sự nằm cách xa biên giới Ukraine hơn 1.300 km. Vào mùa xuân năm nay, Mỹ đã chuyển khoảng 100 phiên bản tên lửa ATACMS mới hơn có tầm bắn 300 km cho Ukraine. Ukraine đưa cả hai biến thể tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km và 300 km vào tấn công các mục tiêu ở bán đảo Crimea và các khu vực khác ở Ukraine mà Nga đang nắm quyền kiểm soát. Ngoài Mỹ, Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow vào tháng 5 năm 2023. Tên lửa này có tầm bắn hơn 250 km. Storm Shadow được triển khai trong một số cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu của Nga. Theo đó, Ukraine được cho đã dùng Storm Shadow để triển khai một cuộc tấn công vào trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea, khiến hàng chục binh lính và sĩ quan Nga thiệt mạng. Mặc dù danh sách các mục tiêu ở Nga mà Ukraine muốn tấn công chưa được tiết lộ, song Kiev đã nhiều lần tuyên bố muốn sở hữu năng lực tấn công các máy bay Nga được dùng để phóng loạt tên lửa vào Ukraine và các sân bay mà những máy bay này cất cánh để lên đường làm nhiệm vụ. Song theo ông Matthew Savill, giám đốc khoa học quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, Storm Shadow chuyên tấn công các tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt như bong ke hoặc các địa điểm lưu trữ đạn dược được gia cố cùng trụ sở, không nên sử dụng chúng để tấn công các máy bay trên đường băng hoặc những sân bay dễ dàng được sửa chữa. Ông Savill nói thêm, có những mục tiêu như vậy ở Nga nhưng chúng cần được lựa chọn cẩn thận để tối đa hóa tác động. Lý tưởng nhất là tính toán thời gian chung với các hoạt động trên bộ của Ukraine, phá hủy nguồn cung mà các đơn vị mặt đất của Nga cần. Cũng theo ông, tên lửa ATACMS thích hợp để tấn công máy bay tại các sân bay của Nga. Song việc một số báo cáo gần đây cho biết, Moscow đã chuyển khoảng 90% máy bay quân sự đến các căn cứ ngoài tầm bắn ATACMS cho thấy hiệu quả của tên lửa Mỹ có thể bị hạn chế. Ông Savill nói thêm, điều này khiến các máy bay Nga phải hoạt động ở xa hơn hoặc có thể thực hiện ít lần cất cánh hơn mỗi ngày. Sẽ vẫn có lực lượng Nga nằm trong phạm vi của ATACMS, nhưng về cơ bản, cơ hội gây thiệt hại nghiêm trọng cho không quân Nga trên mặt đất đã bị bỏ lỡ. Thưa quý vị, trong nhiều tháng qua, Ukraine đã hối thúc các nước phương Tây cho phép họ sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Kiev lập luận rằng họ cần những vũ khí đó để tấn công các địa điểm quân sự có máy bay chiến đấu mà Nga sử dụng để phóng tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Theo giới phân tích, hiện có 3 loại tên lửa tầm xa mà Ukraine muốn sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công sâu nhằm vào lãnh thổ Nga. Yêu cầu trên cũng là chủ đề thảo luận trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ông Starmer được cho là đang cố gắng thuyết phục Mỹ trao thêm nhiều đặc quyền hơn cho Ukraine, đồng thời muốn Mỹ ủng hộ Anh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để bắn vào Nga. Nhưng cả hai bên đều không công bố bất kỳ sự thay đổi chính sách nào sau cuộc họp đó. Rời Nhà Trắng, ông Starmer nói với các phóng viên rằng, "Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rộng rãi về chiến lược." Còn bản tóm tắt của Nhà Trắng về cuộc họp cho biết, hai nước đã tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển đối với Ukraine. Trước đó, Tổng thống Biden vẫn chưa chấp nhận cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu rộng vào lãnh thổ Nga vì lo ngại căng thẳng leo thang với Moscow. Nhưng vào tháng 5 năm 2024, ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các căn cứ quân sự của Nga, những nơi mà Moscow được cho là đã tiến hành các cuộc tập kích vào lãnh thổ Ukraine. Ukraine hiện sở hữu các loại tên lửa tầm xa là Storm Shadow, SCALP do Anh và Pháp phối hợp phát triển, tên lửa ATACMS được Mỹ chuyển giao. Sắp tới, Kiev có thể nhận thêm tên lửa JASSM từ Mỹ, vốn được thiết kế để sử dụng cho tiêm kích F-16. Storm Shadow, SCALP. Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine những tên lửa hành trình phóng từ trên không, được gọi là Storm Shadow ở Anh và SCALP ở Pháp, có tốc độ tối đa 1.000 km/h, đủ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250 đến 560 km, tùy thuộc vào từng biến thể. Ukraine đã sử dụng những máy bay chiến đấu cũ có từ thời Liên Xô, phóng các loại tên lửa này vào mục tiêu của Nga ở Crimea và Biển Đen. Anh rất muốn cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ông Starmer hy vọng nhận được sự chấp thuận của Mỹ về kế hoạch đó để các đồng minh có thể tạo thành một mặt trận thống nhất. Pháp trước đây cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào Nga, nhưng chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự có liên quan trực tiếp đến hoạt động chiến đấu của Moscow tại Ukraine. Một số nhà phân tích dự đoán, Mỹ có thể sẽ hành động theo mô hình mà họ đã thiết lập đối với các yêu cầu vũ khí trước đây của Ukraine, như xe tăng Abrams, máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống phòng không Patriot. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng Mỹ cũng cho phép các đồng minh của nước này hành động trước trong việc cung cấp cho Ukraine các năng lực mới, và đôi khi, Washington cũng thực hiện động thái tương tự. ATACMS. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS là tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất, mang đầu đạn chứa 170 kg thuốc nổ. ATACMS được phát triển vào những năm 1980, ban đầu để tiêu diệt các mục tiêu của Liên Xô ở phía sau phòng tuyến đối phương. Sau đó, tên lửa này đã được nâng cấp nhiều lần. ATACMS có nhiều biến thể với kích thước trung bình dài 4 m, đường kính 61 cm. Tùy vào phiên bản, tên lửa có trọng lượng dao động từ 1.633 đến 1.724 kg. Nhờ thiết kế linh hoạt, ATACMS có thể được phóng từ nhiều loại bệ phóng như hệ thống tên lửa phóng loạt M270 MRRS hay hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS. Mỹ đã cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine vào năm 2023, nhưng cho đến nay, chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng chúng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Các quan chức quân sự Mỹ và châu Âu cho biết, Nga hiện đã di chuyển 90% căn cứ không quân, nơi chứa máy bay ném bom, ra khỏi tầm bắn của ATACMS, vì dự đoán rằng Ukraine có thể sớm được cho phép phóng tên lửa này qua biên giới. ATACMS cũng có thể được sử dụng để phá hủy các hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga nhắm vào phi đội F-16 mà Ukraine mới được trang bị, các chuyên gia lưu ý. JASSM. Truyền thông phương Tây dẫn một số nguồn tin cho biết, Mỹ sắp đạt thỏa thuận cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa không đối đất JASSM có khả năng vươn sâu vào lãnh thổ Nga. JASSM là tên lửa hành trình tầm xa với đầu đạn xuyên giáp nặng 450 kg, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 925 km hoặc 370 km trong trường hợp các biến thể tầm tiêu chuẩn. JASSM có thể được phóng từ máy bay chiến đấu F-16. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine có thể tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, trong khi máy bay chiến đấu F-16 không cần rời khỏi không phận Ukraine. Các quan chức Mỹ cho biết, ngay cả khi ông Biden chấp thuận gửi JASSM cho Ukraine, việc chuyển giao có thể mất nhiều tháng và không rõ liệu Mỹ có cho phép Ukraine bắn những tên lửa này vào Nga hay không. Thưa quý vị, nhằm giảm phụ thuộc vào đối tác phương Tây trong cuộc xung đột vũ trang với Nga, Ukraine đang phát triển dòng tên lửa đạn đạo của riêng mình. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tên lửa đạn đạo đầu tiên của nước này đã được thử nghiệm thành công. Dưới đây là những thông tin mới nhất về vũ khí bí mật này của Ukraine. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine quyết chí phát triển tên lửa đạn đạo. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga thường xuyên sử dụng vũ khí tầm xa do Nga sản xuất để bắn phá các mục tiêu tại Ukraine. Trong khi đó, lực lượng Ukraine về cơ bản chưa thể đáp trả bằng vũ khí tầm xa do Ukraine tự chế. Thêm nữa, những tên lửa phương Tây viện trợ cho Ukraine có giới hạn về tầm bắn và mức độ triển khai liên quan đến lãnh thổ Nga. Tên lửa Neptune dùng để tấn công cả tàu chiến và mục tiêu trên cạn. Sergiy Zgurets, tổng giám đốc hãng truyền thông Ukraine Defense Express, nói với đài Đức DVK rằng Ukraine đã đạt được một số thành tựu trong chương trình tên lửa của mình những năm gần đây. Ông nói, thí dụ loạt vũ khí chống tăng như Stutna và Korsai đang được sản xuất hàng loạt, hay như tên lửa chống hạm R-360 Neptune. Sản phẩm này do công ty Cục Thiết kế Kiev Plus phát triển đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine từ năm 2020, tương tự như hệ thống tên lửa ven biển RK-360MC được thiết kế để phát hiện và phá hủy các tàu đối phương thuộc các lớp khác nhau. Một tên lửa Neptune mang đầu đạn 150 kg và có tầm bắn lên tới 300 km. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2022, hai quả tên lửa Neptune được cho là đánh đắm soái hạm Nga mang tên Moscow. Năm 2023, rộ lên thông tin các nhà thiết kế Ukraine đã chỉnh sửa tên Neptune thành phiên bản có khả năng đánh trúng cả chiến hạm lẫn mục tiêu trên bộ. Một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với trang Quốc phòng Warzone của Mỹ rằng vũ khí mới này có hệ thống dẫn đường mới nhưng vẫn được phóng từ cùng loại bệ phóng dùng cho phiên bản săn hạm. Quan chức này tiết lộ thêm rằng tên lửa Neptune chỉnh sửa có tầm bắn khoảng 400 km và một đầu đạn 350 kg, nặng gấp hơn 2 lần phiên bản săn hạm. Chỉnh sửa tên lửa phòng không thành tên lửa tấn công mặt đất. Theo thông tin từ truyền thông, Ukraine cũng đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga năm 2023. Các tên lửa này đã được chỉnh sửa để có thể tấn công các mục tiêu trên bộ. Kiev chưa chính thức xác nhận điều này, nhưng một đại diện của chính phủ Ukraine có nói với kênh BBC Ukraine rằng công việc đó đang diễn ra. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi đang tìm ra lối thoát. Chúng tôi đã tìm thấy giải pháp với S-300 và dường như giải pháp này vận hành trơn tru cho tới nay. S-300 từng được chính thức loại biên tại Ukraine năm 2013. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine cũng tận dụng các UAV trinh sát Tu-141 Strix đã được hiện đại hóa. Những UAV này có động cơ turbo với tốc độ có thể lên tới 1.000 km/h, giúp chúng lao nhanh như những quả đạn. Theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, những UAV này đã gây hư hỏng cho các máy bay ném bom tầm xa Tu-95 ở Engels vào năm 2023. Để cải thiện khả năng phòng thủ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ bên ngoài, Ukraine đang nỗ lực tiến hành chương trình tên lửa của riêng mình. Tên lửa đạn đạo bí mật của Ukraine. Cuối tháng 8 năm 2024, Tổng thống Ukraine Zelensky ca tụng vụ thử thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ukraine tự phát triển. Ông nhấn mạnh Ukraine cuối cùng cần phải đạt được mức độ độc lập cao nhất về quốc phòng. Tuy nhiên, ông không nói rõ là loại tên lửa gì, lấy lý do bí mật. Bộ Quốc phòng Ukraine từ chối bình luận với TVK về chương trình tên lửa này. Họ chỉ tiết lộ ngân sách quốc gia có dành tiền cho chương trình đó. Tuy nhiên, trước đó, người ta có biết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine phát triển một tên lửa đạn đạo kể từ năm 2006. Đây là tên lửa tầm ngắn mang tên Sapsan với phần thân có đường kính 0,9 m và tầm bắn là 500 km. Tên lửa này còn được biết đến với tên xuất khẩu là Hrim-2. Ukraine được cho là đã sản xuất Hrim-2 đường kính 0,6 m với tầm bắn 280 km để xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út. Từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Nga, Ukraine không còn bình luận công khai về việc phát triển Sapsan, mặc dù Nga thường xuyên tuyên bố đã bắn hạ những quả Hrim-2 của Ukraine. Frank Lewick, nhà phân tích quân sự Anh, đồng thời là cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh, nói với TVK, Ukraine chắc chắn có khả năng sản xuất đủ lượng rocket cần thiết cho cuộc đối đầu vũ trang với Nga. Quý vị không thể đánh giá thấp Ukraine về khía cạnh công nghệ này. Trước xung đột, họ đã chắc chắn nằm trong top 10 cường quốc không gian hàng đầu của thế giới bởi vì họ có kiến thức chuyên môn về chế tạo tên lửa và những thứ tương tự. Để minh họa, có thể nêu một loại rocket ưa thích của tỷ phú Elon Musk là Genesis được chế tạo tại Ukraine. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!